떼인 선수나 딜라인 선수는 지금 부상 때문에 지금 뭐 솔직히 일주일 정도 됐는데 완벽한 훈련을 하지 못한 부분이 좀 아쉬운 부분이 있다. 그래서 내일 어떻게 베스트 11 하는 데 있어서 조금 고민되는 부분이 있는데 지금 뭐 선수들 컨디션이 좋고 또 승리하고자 하는 의지가 강하기 때문에 누가 나가든지 좋은 퍼포먼스를 보여주는 것 같고 좋은 경기력으로 우리가 원하는 승리를 가져올 수 있도록 최선을 다해. Mọi người anh và tiến anh à, tiến linh thì họ cũng đang có một chút các vấn đề về chấn thương, tuy nhiên thì dù rằng là họ cũng không thể tham gia 100% cái phần tập luyện của với đội, tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng đến cái việc có thể thi đấu vào ngày mai, và tôi tin rằng là chúng tôi sẽ có thể có được kết quả tốt vào ngày mai. Game against Russia and Thailand, we did concede 2 goals. However, this time in terms of the defensive line, we didn't make special changes to the individual players, but I believe that if we play as one team in the defensive line, we are able to win tomorrow's match, and the players are very desiring and eager for a victory. So I believe if we play as a team, it should be fine, no problem at all. Đúng là cái trận trước thì chúng tôi đã để thua 2 bàn thắng. Tuy nhiên thì ở lần này tôi cũng sẽ không có quá nhiều cái sự thay đổi đặc biệt ở hàng phòng ngự. Nhưng mà tôi tin rằng là khi mà chúng ta có thể thi đấu đoàn kết như là một đội thì chúng ta sẽ có một cái trận đấu tốt và chúng ta sẽ có một cái kết quả tốt. Và tất cả những điều mà chúng tôi đang làm thì nó được tính toán để có thể hướng đến một chiến thắng. Và tôi tin rằng là tất cả sẽ ổn. Với cả anh em thì sự chuẩn bị cho trận đấu ngày mai gặp Ấn Độ thì ngay từ bây giờ thì đối với em thì em có một tinh thần và thể trạng tốt nhất để em chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Dù em có thi đấu chính thức hay là được vào trận sau thì bản thân em cũng sẽ cố gắng làm sao có một tinh thần và thể trạng tốt nhất để làm sao vào khi được sử dụng ở trên sân thì em có thể thi đấu tốt nhất cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Xin mời câu hỏi tiếp theo. 마지막 경기라 걱정이 되기보다는 우리 선수들이 좋은 컨디션으로 일주일간 준비를 잘 했기 때문에 또 승리가 필요한 경기고 또 내일 승리를 통해 우리 선수들이 미쓰비시 컵을 남겨두고 또 자신감을 찾는 그런 경기가 됐으면 하는 바람입니다. 뭐 우리 선수들 하고자 하는 의지 또 팀워크를 비롯해서 모든 선수들이 준비를 잘 하고 있기 때문에 내일 경기를 통해서 우리가 자신감을 찾는 그런 경기를 만들도록 준비를 잘 하겠습니다. Không quá lo lắng khi mà cái trận đấu ngày mai cũng có thể là một cái trận đấu cuối cùng để có thể chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Vì là trong cái thời gian chuẩn bị vừa qua thì các cầu thủ hiện tại họ đang có những cái điều kiện thể trạng rất là tốt và chúng tôi cũng đang có cái sự chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, và tôi cũng hy vọng vào kết quả của trận đấu ngày mai sẽ tốt, cũng như là kết quả của giải đấu sắp tới sẽ tốt, cũng như là Đình Bắc vừa mới thể hiện thì toàn đội cũng đang có sự tự tin để có thể hướng đến những cái mục tiêu sắp tới. Tôi nghĩ là chúng ta là Nam Đình, 경기장이지만 또 베트남 우리 홈이다. 우리 선수들 많은 팬들이 와서 응원해 주신다면 우리 선수들은 더욱 더 힘을 내서 좋은 결과 또 팬들에게 승리할 수 즐거움을 줄 수 있는 경기를 만들 것입니다. 하여튼 내일 많은 응원 부탁드리고 저희들도 준비를 잘해서 꼭 팬들에게 보답할 수 있도록 준비를 잘하겠습니다. Ngày mai thì chúng tôi được chơi trên sân thiên trường của Nam Định, và đây là một cái trận đấu sân nhà, và có cái tôi tin là sẽ có một lượng cổ động viên hùng hậu, và tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có một cái kết quả tốt để có thể cống hiến một trận đấu cho người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn hỏi ông một câu, và nếu có thể thì ông có thể trả lời một cách chi tiết nhất có thể, là thời gian vừa rồi ông có gọi và trao cơ hội cho khá nhiều những cầu thủ mới. Trong đấy có những người như là Văn Quyết, như là Quốc Việt, Châu Ngọc Quang, một số những cầu thủ mà lần đầu tiên để ông triệu tập, thì ông đánh giá như thế nào về sự hòa nhập họ và liệu họ có khả năng nằm trong cái kế hoạch dài hạn của ông hay không? Cảm ơn ông.
올해 올 때부터 와서 많은 선수들 눈여겨보고 있고 또 기존 경험 있는 선수들도 능력을 그라운드에서라도 훈련장에서 파악을 하고 있습니다. 뭐 지금 베트남 축구에서는 어떻게 보면 새로운 에너지가 필요할 때라고 생각을 합니다. 또 경험 많은 선수와 또 우리 김박 같은 선수, 영플레이 선수들이 서로 경쟁을 통해 운동장에서 강한 에너지를 발휘해서 또 그런 것을 또 팀도 성장하고 또 우리 선수들도 성장할 수 있다고 생각합니다. 뭐 새로운 선수들도 지금 훈련을 통해서 파악한 바로는 훨씬 더 제가 생각했던 것보다 능력과 또 운동장에 보여주는 의지가 강하기 때문에 내일 경기에서도 좋은 활약 펼쳐줄 거라고 그렇게 기대를 하고 있습니다. Tôi đã xem tất cả các cầu thủ, tôi xem sự thể hiện của họ trong rất nhiều trận đấu và tôi nhận ra rằng là đội tuyển Việt Nam thì cũng cần có những cái nguồn năng lượng mới và chúng ta cần những cầu thủ có kinh nghiệm, chúng ta cũng cần có những cầu thủ trẻ như là Đình Bắc và các cầu thủ hiện tại họ đang có cái sự kết nối rất là tốt với tất cả mọi người và tôi tin rằng là những cái điều này sẽ giúp cho đội tuyển có thể phát triển hơn trong tương lai. Và câu hỏi cho cầu thủ ạ. Với cá nhân em thì trong một năm vừa qua thì em được làm việc qua rất nhiều huấn luyện viên. Thì được tập trung lần này thì là lần đầu tiên có trận đấu chính thức em làm việc với huấn luyện viên Kim Nam Sinh. Thì em nghĩ đối với mỗi cầu thủ tiền nhiệm thì tất cả mọi người đều phải đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn và lối chơi của mỗi huấn luyện viên khác nhau. Em nghĩ với bản thân em thì em nghĩ em có thể làm tốt và đáp ứng được những gì mà huấn luyện viên Kim Nam Sinh cần ở thời điểm hiện tại. Tô Nai 좋은 활약을 펼치고 있고 또 나이가 이번 제가 파악할 때는 뭐 경기에 좀 부상이라고 들었기 때문에 이번에 선발하지 못한데 아쉽게 생각한다. 그러므로 그럼에도 우리 선수들 새로운 선수들과 또 스피드 있는 선수, 에너지 있는 젊은 선수들이 또 들어왔기 때문에 또 나이나 그런 몫을도 충분히 해낼 거라고 그렇게 기대를 하고 있습니다. Tiến Linh và Tuấn Hải thì là những cầu thủ rất là tốt nhưng mà tôi cũng rất tiếc rằng là họ đã gặp một số chấn thương trong thời gian thi đấu V-League. Dù vậy thì chúng tôi vẫn có những cầu thủ rất là tài năng ở trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Vì thế nên là tôi không có cái sự quá lo lắng về trận đấu ngày mai và tôi tin rằng là các cầu thủ của mình họ sẽ có thể ghi bàn. Em trong trận đấu ngày mai thì với tâm lý thoải mái ở thời điểm hiện tại và em nghĩ có những trận đấu V-League diễn ra ở vừa qua thì em nghĩ bây giờ thể trạng và sức khỏe của em rất tốt nên là em rất chờ đợi vào trận đấu ngày mai. Nếu được ra sân thì em nghĩ bản thân em sẽ nỗ lực và làm tốt nhất những gì mình có trên sân để đóng góp một phần gì đó cố gắng để vì mục tiêu chung của đội tuyển Việt Nam. Xin cảm ơn. 저도 뭐 그런 부분에서 충분히 공감하고 있습니다. 저도 그렇게 생각하기 때문에 우리 선수들에게 동기부여를 주기 위해서 많은 노력을 하고 있고 또 경쟁을 통해서 그런 베트남 정신이 또 그라운드에 나올 수 있도록 감독으로서 최선을 다할 생각입니다. Yes, I agree with the Vietnamese football fans. In terms of that, I will do my tomorrow's game. Vâng, tôi đồng ý với cái điều đó và tôi cũng đang làm hết mình để có thể tạo ra những cái nguồn động lực tích cực cho các cầu thủ để có thể làm cho người hâm mộ cảm thấy hài lòng và trong trận đấu ngày mai thì tôi cũng rất hy vọng rằng là nó sẽ có thể đem được đến niềm vui cho mọi người, cho những khán giả đến sân. Kết thúc phần báo tại đây.
thể chụp ảnh được không? Đây, em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.